chào các bạn, mình là Long Minh. Hôm nay nhiều bạn có comment và inbox vào file của mình, nói mình làm video về tháp ghép. Thì hôm nay mình luôn tiện mình thăm vườn, mình có cắt được mấy cái chồi, mấy cái trụ các bạn. Mình sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn tháp ghép trên trang Paramount. Phần nào ở mình á, anh em chơi á, thường hay gọi là sáu cạnh các bạn. Sáu cạnh đây thì mình sẽ tháp ghép sáu cạnh. Thì nhiều bạn á, là có nhiều bạn là nói là tháp ghép là làm mất cái mất đi những cái yếu tố để ra rễ của cây chồi. Nhưng mà tùy các bạn ơi, các bạn nên tùy. Nhưng mà các bạn đã chơi xương rồng thì số lượng, nếu mà chơi nhiều, chơi lâu năm thì nên học ghép. Học ghép để làm gì? Học ghép ví dụ có trường hợp một bạn có một cây riêng, cây hạt các bạn mua nhiều tiền, một ngày nào đó nó bị tiếng trùng, nó hư cái gốc, hoặc bị con chì nó ăn gốc. Các bạn còn cái phần đầu trên các bạn muốn cứu, như bạn cứ cắt để ra rễ chứ chắc các bạn, bởi vì cái khi cây đã to quá rồi, các bạn cắt quá to rồi, các bạn mà bị hư nhiều, hư phần gốc nhiều, các bạn cắt xuống thì phần trăm nó rễ khó lắm. Lúc đó thì các bạn, nếu các bạn có sáu cạnh, các bạn thắt, ví dụ mình để mình đem một cây, ví dụ các bạn có một cái sáu cạnh, các bạn thắt như cái này thì có phải các bạn đã cứu được một cây, và trên gốc sáu cạnh đó nó mạnh, nó sẽ nuôi cây tốt hơn đó. Thì đối với những cây mà cái chồi to thì các bạn sao các bạn có thể cắt phát lên diệp long hay là ba cạnh được, khó được nhưng mà khó, bởi vì sao gọi là khó, bề mặt cắt to quá nên cái chuyện là nên thắp vào trên cánh sáu cạnh. Và cũng có thêm chuyện là các bạn thắp sáu cạnh để làm gì? Hấp lên, khi các bạn hấp là cây gốc nuôi nó phát triển nhanh gấp 2-3 lần, như lúc là 5 lần nữa. Ví dụ các bạn nuôi hạt 3 năm mới được một cây to, từ gốc đi hạt 2 năm các bạn mua giỏi, nhiều bạn giỏi lắm. Hiện tại là trong cái giới sinh đồng ở Việt Nam mình á, ở Đà Nẵng mình này, ở Sài Gòn này, Hà Nội này, có rất nhiều người giỏi, tài năng và nuôi cây rất, ví dụ như 1-2 năm đã ra hoa rồi, hay là thắp ghép cây thắp ghép cây rất xịn. Nhưng mà nói chung là thắp ghép để thúc cây, để nuôi cây, để lấy hoa. Các bạn ví dụ trường hợp các bạn mà không có tiền mua cây hạt, các bạn mua cây thắp, các bạn lấy hoa, mà muốn các bạn lại muốn nhân số lượng nhiều nhanh thì các bạn nên, một là các bạn phá đỉnh, hoặc các bạn cắt tháp qua gốc khác để nó nhảy con, các bạn nhân lên được nhiều hơn. Do đó nên việc sắp ghép cũng quan trọng đó các bạn. Nhiều bạn kêu là mình muốn đưa xương rồng Việt Nam ra thế giới, rồi đưa về chính chủ rồi sau đó, nói chung là về đúng cái nên tháp là không được rồi, không phải các bạn đã chơi xương rồng, các bạn cứ để đi. Nhiều người họ, nhiều cái vườn, ví dụ họ không trồng xương rồng, ví dụ họ trồng mai này, họ cũng ghép mai, trồng hồng hoặc cũng ghép hồng, thế đó. Xương rồng ghép quan trọng đó các bạn thử xem. Nếu mà không ghép quan trọng, vì sao mà thế giới nhiều vườn, nhiều hội, nhiều ai có nhiều video hướng dẫn về ghép, và có rất nhiều cơ hội chuyên về chơi ghép. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thắp ghép trên ghép sáu cạnh. Đơn giản mình hay dùng con dao. Các bạn để thắp ghép thì có nhiều cách. Các bạn nên tìm dùng con dao do giái của bạn, giái dao phải bắn bằng dao nó rắc rồi, rắc thì chơi ghép được. Và do cái thiết bị, cái dụng cụ để cố định và cọc cây thì có thể dùng bằng dây chỉ này các bạn, nhiều bạn là dùng dây chỉ này, rồi dùng dây thun này, rồi có thể dùng băng keo.
thì tùy mỗi người mỗi nơi có mỗi rồi mỗi người một cách khác nhau, và phòng của bạn không có chứ cái gì thì không có những cái nhiệm vụ đó thì các bạn sẽ lấy dây thun của vợ, các bạn lấy cái quần của vợ, các bạn cột nói chơi là nói chơi thôi. Và việc thiết web á thì các bạn mình nói nha, đối với góc sáu cạnh thì các bạn để cho cây phát triển mạnh, mọc có gai non phát triển. Khi các bạn bóp vào cây cứng, các bạn nên ghép cho bóp về cây mềm là cây đang yếu, cây không phát triển được. Ghép mò chồi vô chồi không phát triển mà không dính, không nuôi được chồi. Nên các bạn nên chọn những cái gốc mình đây. Sáng mình ra mình tìm những cái gốc mà cứng. Các bạn thấy cứng không? Và có một chuyện nữa, các bạn để những cây đang phát triển có thường thường có màu đậm ở dưới gốc và màu nhợt ở trên, thì các bạn nên cắt đoạn mà để cắt ghép á, các bạn nên cắt ở dưới chỉ về sắt chỉ về trên dưới chỉ về quá, dưới chỉ về quá là nó dưới gốc này là nó cứng, lỗi nó cứng rồi thì cũng không nên cắt cũng được, không nên, cái đó là dùng dao bán lắm kia. Hạt còn cắt thấp ở trên phần chỉ về non này á, da non này á, là cái này là mềm, thịt nó mềm là khó dính, nên mình khuyên các bạn nên cắt ở giữa đoạn V, các bạn cắt thấp ở giữa đoạn V này, và để thấp cắt các bạn nên dùng dao xiệt bắn thiệt mỏng. Nhiều bạn là rất tài, mình không có tài mà dao được, nhiều bạn mà dao rất đa cái nước không? Nhiều bạn mà dao rất đẹp, có khả năng mà dao những con dao siêu bắn, những con nó có thể cắt tiết được các bạn. Thôi như mình thì mình không cần mà dao, không có thời gian mà dao, rồi mình không biết mà dao nên mình dùng lưỡi rọc giấy các bạn. Giấy này cũng rẻ, thì các bạn mua hộp ra rồi có để dành đã dùng sau vứt đi cho đâu các bạn. Mình để mình cắt vứt dao. Giờ dao này là hai dao, thường thì sau khi mình cắt một lần là mình vứt dao này để dao nó rắc ra này, nó không phải là vật liệu tốt mà chỉ là thép thôi, nhưng mà nó mà rắc, nó có pha rồi nó rắc nhanh lắm, nên mình thường với lại nhanh nữa tiền đó. Con dao này, con dao này mà vừa cắt tháp được nè, vừa đánh gang được nè, mà vừa gì đó cọ lông được các bạn đó. Thôi nói chơi, nói chung là làm video thì để cho vui vui, lâu mình nói téo chơi vui thôi. Mình sẽ cắt như mình nói, là như hồi nãy mình nói là nên cắt ở phần chữ V để mình lấy công việc, vì trong những cái chồi này á là nó có gai, nên mình sẽ lấy dao mình cắt, lấy kéo mình cắt gì đó nè, gai dài đi. Đầu tiên mình sẽ cắt bằng gai dài nó đi cho nó không dính vào cái phần thịt khi thắp các bạn ạ. Nói chung là chơi xương rồng cũng vui, cũng kỳ công, nhưng mà khi các bạn trồng được thành quả thì các bạn thấy nhưng mà nói thôi, chứ nhiều bạn mà đâu thích trồng cây đâu, thành ra mình chỉ đó mình đang nói về những người bạn thích trồng cây ngay, chứ còn nhiều bạn mà đâu thích trồng cây, nhiều bạn mà thích đi chơi với em gái, đi chơi với MD rồi, hay là nhiều bạn thích nuôi cá này, nuôi chim, thành đó là mình thích đủ thứ, mình thích cả gái cả chim cả cá, nhưng mình không có điều kiện mình chơi thứ đâu. Cắt bớt cái gà đây các bạn.
Rồi bên phần là hôm nay á thì vì có chuyện gì làm để mình coi thử cái giao thu ở dây có đủ được mình sẽ làm bằng giao thu. Thì các bạn nhé, các bạn nên cắt mình như mình nói á, cắt ở phần chữ V, dưới chữ V, dưới cái V đây nhé các bạn, mình sẽ cắt chữ V. Các bạn thấy thịt non không? Tốt không? Đây, cho mình cho các bạn xem phần cắt. Và các bạn vì sao mà có chuyện là cắt vạt xuống như thế này? Cắt vạt xuống là mục đích là khi các bạn ghép chồi xong, thời gian chồi to lên thì nó sẽ to lên, thì nó đè cái pha, nếu cái phần này nó vuông á, nó sẽ đè vào đầu, nó cắn, nó sẽ làm sáu cái chồi đi đó. Thành ra là mình đó, để mình lấy thử một cây cho các bạn, ví dụ các bạn xem nhé. Đây, mình cho các bạn xem, để mình bỏ cái này qua đây. Đây, phần này, đây là một cọc cây Extro như đó. Mình rách, mình không nhớ được, mình nhiều nhà mình nhiều quá rồi. Cắt thấp, vạt xuống. Khi cái chồi này nó xòe ra, không cắn, nếu mà hôm trước mình không cắt vạt là nó bằng phẳng, nó tới đây nó cắn, nó không chạy được nữa thì nó sáu cái cây đi. Đây nó vạt, xin nó chạy, đây nó chạy vào làm cái cây đẹp, cái chồi trên đẹp các bạn. Đơn giản đó các bạn, đơn giản thôi. Để mình cắt cái cơ để các bạn tới lái thôi. Đây, qua chỗ này thì các bạn đó mình cắt chồi. Đó các bạn ha. Sau khi mình cắt và nên vệ sinh con dao đó các bạn, vì cắt nó dính bụi, dính nước miếng covid vô nó cong, cây bị covid nên cắt một lần nữa. Phần cắt sau khi mình cắt mình sẽ nói về răng, mình cắt một lần nữa. Mình cắt cái này cho mình bỏ đây nè. Phần chồi á các bạn cũng vạt đi. Phần chồi các bạn cũng vạt. Vì sao vạt? Vạt đi á, bạn cắt một lần nữa để làm gì? Để cái mặt cắt khi hai giữa gốc và chồi nó tiếp xúc với nhau, sát nhau và khả năng dính cao hơn. Các bạn này, mình đặt ra này. Khi các bạn đặt vào á, các bạn nên xoay đêm gì? Vì khi các bạn đặt vào á là nó sẽ có một không khí nó ở trong đó, một không khí ở đó, thì các bạn vặn để cho nó bay không khí đi, và các bạn sẽ dùng như mình đó là mình dùng dây thun. Dây thun này vợ cho mình làm gì cũng vợ cho thôi đó. Vợ cho các bạn lại mình dùng giỡn chơi thôi, chọc các bạn chơi thôi, chứ còn vợ gắt mình dùng cay lắm.
sau khi các bạn cắt tháp vào, các bạn xem thử bề mặt và xem thử cái điểm khít giữa hai trời và cái góc nó có xích chưa. Như mình cho mình kiểm tra đây là khít rồi, là mình có thể, nếu các bạn kỹ nữa thì các bạn có thể thêm một chặt như bạn á, là cột kỹ đó, cột vừa vào lắm, cột với chỉ cột vừa vào lắm thì cũng được. Thì làm răng mà các bạn cột một vòng, hai vòng, ba vòng, miễn là bề mặt giữa, bề mặt tiếp xúc giữa cái góc và cái chồi không bị hở nó không dính đến các bạn đó nha các bạn ha. Đơn giản các bạn, nhiều bạn kêu khó khăn thấp khó, đơn giản các bạn ơi, mình nghĩ là đơn giản lắm các bạn. Mình sẽ thắp thêm cái chồi này, và như mình nói là cũng nên vệ sinh da các bạn ha. Các bạn mình nói ví dụ mình bị răng nghệ sĩ, các bạn đi chơi, ví dụ các bạn đi chơi ngoài đường á, các bạn hôn bạn gái nào đó, về nhà là ôm con ôm vợ không được, mình cũng bạn phải vệ sinh sạch sẽ các bạn nha. Chắc hai cắt lần rồi cũng như chơi bạn gái. Cho các bạn đơn giản con dao rồi, con dao rất bắn các bạn, mà dùng lần thôi, dùng mình để ý là những con dao này á, là dùng lần thôi, vì để nó rắc liền các bạn. Các bạn ha, mình cắt quạt hết đều và mình sẽ cắt cái đây các bạn. Mình sẽ, vì sao mà phải cắt thêm một lần nữa, khi các bạn cắt vào á là có nước nó nhão, nó xì nước lên thì khả năng dính không cao, nên cắt thêm một lần nữa. Và trường hợp là khi các bạn cắt một lần đầu tiên á là thịt nó sẽ lõm xuống, như bạn kêu là hôm trước có các bạn á, bạn nói là sao mình ghép nó lõm giữa bề mặt của cái chồi và cái số cạnh nó lõm, thì như thế này các bạn cắt một lần thì nó sẽ lõm xuống, sau đó có để một chút, hồi nãy giờ mình để một chút đó chưa được phút cái đó, rồi cắt thêm một lần nữa là mất đi phần lõm đi, bề mặt thẳng là khi thấp đã dính các bạn. Mình cắt thêm một lần nữa các bạn coi nhé. Mình cũng nói với các bạn hôm trước là cũng nên quay một vòng, nãy là mình có nói đó, nên quay một vòng để nó không còn cái khí nó đậu trong đó, bột khí các bạn này. Bạn thấy đơn giản, cắt thấp đơn giản đó các bạn, nhiều bạn cái khó khăn đơn giản các bạn ơi. Đó, đây là các bạn thấy đẹp gọn nhanh. Thành ra là nhiều bạn nói là thấp ghép làm gì thấp ghép để cứu cây, để nhân giống nhanh, để cây ra những cái biến dạng, để ro nhanh các bạn. Giờ mình sẽ cắt một này, đây là một cái xòe, mami xòe của mình. Như vì đó, như các bạn nói như hôm trước cái này mình không cắt vạt xuống, chúng tôi đã nó cắn nó 6 cây, thành ra chờ mình phải cắt miếng này đi để cho khỏi 6 cây các bạn.
cứng. Không, bình thường. Không có gì các bạn. Luôn tiện mình vạt luôn. Luôn tiện mình vạt luôn. Khi nãy á mình thắp bằng dây thun, bây giờ chưa cọc giờ sẵn dây thun, giờ mình sẽ cắt bằng dây chỉ cho các bạn xem nhé. Các bạn nên cột dây chỉ, thường cột dây chỉ thì nên cột nhiều để cắt bề mặt, cột các phía của các bề mặt, cắt của hai phần, của phần gốc và phần chồi để cho nó sát nhau. Mình đơn giản các bạn, cắt thấp rất đơn giản, nhiều bạn là cắt thấp là khó nhưng mà theo mình là rất đơn giản. Các bạn nên cột và rỉ thiệt mạnh các bạn để cho nó khít, nhiều khi các bạn rỉ sơ là không khít, nó còn không khí ở trong á, nó không khít cho các bạn. Chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm một cái video. Mình là chào mọi người, mình là Long Minh. Hôm nay để mình chỉnh cái video lại nè, chỉnh cái camera lại nè. Hôm nay về sớm mà do mua mình cứ cay rồi nên sáng nay mình sẽ làm hướng dẫn các bạn hấp cây những gốc cũ. Đây là những gốc cũ mà khi mình hay gọi là gốc già đó các bạn. Khi các bạn ghép, đây mình bỏ qua phần cái gốc của mình. Khi các bạn ghép ở những gốc cũ mà rớt rồi thì nhiều bạn là vứt không. Nhưng mà nếu mà gốc chưa già lắm thì các bạn có thể nuôi lại cho mập, cho các bạn thấy ghép được. Những gốc ra này thì khi ghép á là cây sẽ phát mạnh các bạn, vì gốc to, bề ngang to, cao. Các bạn, nhiều bạn nói là mình uống ly nước. Nhiều bạn nói á, nhà nhiều bạn nhiều thánh rồi, nhiều bạn chơi lâu rồi nói là không nên ghép gốc cao dài. Gốc cao dài là nó sẽ gãy, nó sẽ hư, nó gãy trồng cao lên ca nuôi không nổi, không chịu nổi cái chồi cây. Nó là chồi cây to quá nó sẽ gãy. Không các bạn, thì các bạn nuôi gốc càng cao á là nuôi cái chồi càng mạnh và nhanh phát to nữa. Thì các bạn nuôi tới thời điểm nào đó thì bạn kẹp cây, các bạn kê để cho giữ vững cây. Rồi sau đó là nếu to quá thì các bạn cắt hạ, mà cái đó là gọi là thúc đó. Cái còn các bạn mà nếu mà trồng gốc ngắn mà nó phát triển chặt thì thôi, các bạn trồng hạt, trồng bẻ cả con cha đi.
một bút bích để ghép làm gì, rất nhiều kiểu bích ghép làm để cứu cây nè, để nuôi cây không hạ được nè, để nhưng mà bích có làm nhân giống với lại thúc cây. Gốc các bạn càng dài càng to càng ngành thì nó sẽ thúc cây càng ngành, mà cái gốc này hơi nhấp thì để làm để ghép cái gốc này ha, thì vì mình ghép rồi mình nên vứt qua đây mình nuôi lại, thì nên các bạn nên vệ sinh gốc mồm đó. Nếu mà là gốc mà đây mới đem về hạt gốc trồng lau, nhưng mà vì sao phải vệ sinh gốc? Vệ sinh gốc mục đích là để cho sạch sẽ gốc, không bị nhiễm trùng, không bị bất cứ cái gì hết. Các bạn nên vệ sinh gốc đi, mình vệ sinh, mình trước khi ghép mình phải vệ sinh gốc hết. Các bạn đó, mình trà sơ gốc, vệ sinh gốc, coi có rài riết hay là coi có dính con rẹp của chi mình, để mình ghép cái cây chồi vô nó không bị ảnh hưởng đến cây chồi. Và nói thôi chứ cái gốc này gốc cũ rồi, nhưng mà nếu mà khi ghép ra mà nó già quá ghép không được, chắc không được nữa thì không cũng bỏ. Nhưng mà đó là tận dụng những gốc mà nhiều bạn ghép xong có vứt. Hôm nay là gọi tận dụng gốc để mình ghép mình cứu cây, mà những gốc này to mập nên mình các bạn ăn trà thì để ghép thì các bạn chỉ cần mình ghép đơn giản, cần con dao này và mình còn này, dao mình hay mua con dao việc dao này á, mình ghép xong mình vứt, mà ghép xong mình vứt dùng còn. Các bạn nên dùng còn để vệ sinh con dao, mình vệ sinh con dao, mình dùng còn mình vệ sinh con dao. Còn này các bạn mua ở ngoài tiệm thuốc nha các bạn, tiệm thuốc ngoài thuốc á, các bạn chùi sạch da đó, vệ sinh da, mình vệ sinh da để khỏi nhiễm trùng cay đó, mình để trước được này. Còn có nhiều cách để em cố định cay, có rất nhiều cách để cố định cay. Các bạn có thể dùng dao này, dùng dây này, dùng con keo này, nhiều bạn là nhiều thánh là dùng con keo, nhiều thánh dùng chỉ. Thì sau nhiều thời gian mình trước đây mình cũng dùng con keo rồi, mình còn có dùng dây chỉ, dùng đủ thứ, nhưng mà mình thấy con keo này nó thuận lợi cho việc ghép. Về con keo này không có loại dài nên mình mua loại ngắn thì cũng được, mình mua loại ngắn rồi mình nối. Đối với cây mà cây ngắn á, cái gốc ngắn á, thì còn gốc này thì mình nối thôi, đơn giản các bạn. Cái gì mình làm được thì mình sẽ hướng dẫn các bạn, để các bạn đem cái đam mê của mình truyền cho các bạn. Các bạn như mình á, mình trồng nấm xương rồng thì mình khác mọi người, mình có cái cách của mình. Nhiều người bạn á là trồng thì trồng chỉ mua vài cây xịn về, cái xịn rồi lên cái khoan rồi thắp ghép rồi bán kiếm tiền. Mình thì khác, mình thì có mua thêm cho mình, không có ít khi bán, nên là mình có lại mình không có máu kinh doanh. Như vậy là mua được vài mới chơi cũng ghép thì dễ, mà ghép hạt cũng dễ, thành ra mới chơi có mua được một vài cây cái xịn về cái là lấy được phấn thụ cây rồi bán, rồi ghép cây lung tung rồi bán rồi hô hào đấy đủ thứ. Thôi mình thì mình không có cái khả năng đó, thì thôi mình làm video mình kiếm tiền qua mùa COVID thôi, COVID-19 nhá. Sáng nay mới coi đó, lên 200 mấy rồi đó. Các bạn dùng dao thôi nhỉ? Mình dùng dao thôi, mình cắt nó nè. Chồi thì mình mới bẻ cái chồi đây là chồi của có rễ các bạn, này chồi này có rễ này, mình không ưa này, ưng cái chơi này. Rồi mình thích loại rabotia này hoa tím đẹp lắm các bạn, thì mình ghép anh thằng này để mình vừa cứu cây, mình
cắt lại sợi dây xu mình nối lại các bạn nè. Mình buổi sáng là thích uống cà phê, nghe nhạc, nhạc cũ. Nhưng mà dạo này Covid quá, thành ra là mình toàn đồ ở cho đó, cà phê ở ông bạn ở qua ông cho, ông sai sáng ông cho, mình nên như mình uống thôi. Đó các bạn dùng dĩa xu này nối vào, đó các bạn coi thử, vừa cố định chưa? Đó, mình nối hai sợi. Đây các bạn thử được rồi, các bạn mình sẽ cắt lên cho các bạn xem này. Đó, nôn các bạn, góc nôn mà bề mặt mình sẽ nói cho các bạn nè, góc nôn này, bề mặt này, bề mặt không bị cái lõi không bị già, không bị gỗ, và cái bề mặt này nó đều, không bị lỗm, không bị sự cát. Những góc mà các bạn để có lõi cứng rồi bề mặt thịt bị lõi, bị cát là ghép, hoặc là bị lõm xuống là ghép không dính các bạn nhé. Nên những góc này là ghép ok các bạn này. Mình sẽ các bạn nên cắt sẽ xuống. Nên cắt viền các bạn này. Đó, các bạn. Và các bạn nên cắt thêm một lần nữa. Để khi các bạn cắt một lần, vì sao có chuyện mà cắt một lần mà đã ok rồi vẫn cắt thêm một lần nữa? Vì khi các bạn cắt một lần nó còn nước, các bạn nó lõm, nước nó xì lên là khó dính, thì các bạn cắt thêm lần nữa cái bề mặt nó ok. Đó các bạn, chồi thì các bạn đó, mình cắt cái chồi này. Các bạn cứ đặt vào cái lõi này nha, các bạn nên chà hoài 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 để cho nó bay đi, cái gọi là bay đi cái không khí nằm trong đó. Rồi đơn giản các bạn, rất đơn giản, nhiều bạn kêu ghép khó hay răng đó. Mình làm xí rồi cái mình bảy giờ cái 15 của mình đi làm rảnh, sáng nay do rảnh trời mát rồi làm thoải mái nữa. Đó các bạn thấy mình ghép không? Uống ly cà phê rồi để qua nó qua bên mình sẽ ghép cái khác cho các bạn xem. Để mình đi nói với xu đó, nói với thun thì có nhiều cách bắn giống keo được, cầu chỉ cũng được, nhưng mà cầu chỉ là gỡ lâu quá rồi, bắn keo thì có lúc bắn keo thì có dính lúc không, thì không, thì mỗi người có mỗi khả năng khác nhau, thì mình hay
thấp kiểu chỉ rồi chiều mình được bo hình thấp nha, dây thun mình thấy dây thun có lợi, nó cố định. Vì khi các bạn ghép làm cái có sẽ lõm, khi bạn cắt cái á là cái sẽ lõm xuống, là lõm xuống là hở giữa hai mách nối, thì dây thun, dây thun có độ co giãn, nó sẽ rỉ khi mà hở lên á, là nó cố định, nó rỉ cái, nó đè cái riết cái lại cái mầm và cái gốc, nó sẽ không bị hở các bạn. Các bạn vườn đây là vườn cây của nhà mình nè các bạn. Các bạn thấy vườn cây nhà mình toàn là cây ghép không, mình chơi cây ghép là chính. Mình đâu có tiền nhiều để mình chơi cây hạt. Chơi cây hạt nhiều tiền quá rồi cây hạt nhiều tiền quá rồi đại gia mới đại gia cho mình, không phải đại gia. Mình chơi mấy cây thường, tầm thường thôi. Đây mình sẽ lấy cái cao này cho các bạn xem, có cái mềm và cứng. Cao này cho mềm, cao này mềm các bạn này. Thôi mềm thì mềm chứ mình vẫn cái bình thường các bạn, lau dao trước. Rồi mình nói cho các bạn nghe, cái cây này á là còn non nhưng mà khả năng sống chỉ là thấp á, để dính á thì khoảng 70% thôi. Các bạn biết vì sao không? Là nó lõm các bạn này, là thịt không căng này, thì mình vẫn cứ ép nhưng mà khả năng dính là không cao, bởi vì thịt nó lõm xuống, á, bề mặt nó lõm xuống, là khi cay thì cắt mà cái chồi bỏ lại nhá, thì nó lại nó hở. Nhưng mà vì nữa có chuyện là khi mình hở nên mình thắt dây sơ dây thun, nó sẽ có co giãn, nó làm cho cay không hở. Có chuyện đó là chuyện để vì răng là cái thun các bạn. Này, chỗ này cọc đó. Thôi mình cắt hết rồi. Có vẻ cho nó cũng khó. Rồi mình cắt ra. Cho ngắn lại này, vì nó bị cái mình cắt cũng bị giam vào nó rồi, là thịt cho nó hư rồi. Đơn giản không các bạn? Các bạn nhớ cố định dài cho nó căng, vừa căng nhưng mà vừa phải để cái độ riết cái ghép nối giữa cái chồi và cái gốc, nó đủ độ riết, không bị giãn ra, không bị hở ra. Đây các bạn, đơn giản không các bạn? Rất đơn giản. Nhiều bạn kêu là khó, phải là khó làm với lại không dính, nói không mình phạm mình không phải ai, nhưng mà ghép là dính các bạn, chỉ có là bao nhiêu phần trăm thôi. Ví dụ hiện tại như mình á là 99%, nó dốc thôi chứ khoảng 90% thôi, nhưng mà 90% cũng ok rồi. Vì ghép cây mà mình có lúc là cái tay nó mát nó ghép được, cũng có cây lúc là cây mình rỉ xô. Các bạn khi ghép á thì nên chọn thời tiết á là không có ẩm lắm, khô ráo. Và bởi vì rằng khi cái gì đó khô ráo để không bị mà ẩm thấp gây là nấm, các lớp vết thương sẽ bị nhiễm trùng, nó không dính. Thì các bạn nơi khô ráo những thời tiết khô ráo là không bị ẩm ít ẩm thì cái vết không bị bầm, không bị nấm.
Và các bạn nên ghép sao á thì các bạn nên đem vào nơi thoáng mát, có gió nhưng mà không có nắng, mà không bị nước nữa nha. Vì nắng á, là nó làm cho nên khô, khô nhanh quá là cái không dính, và nước á, là ẩm lại gây nấm. Do đó là nên để nơi mà thoáng mát, có gió và không nắng. Và các bạn không nên tưới nước vào một cái gốc cây các bạn nha. Mình sẽ ghép tiếp gốc này. Các bạn nên vệ sinh cái dao sạch sẽ, rồi vệ sinh cái cây để cho khi các bạn ghép á, là cây nó không bị có loại bậy. Đó, như cái bề mặt này là quá đẹp các bạn. Mình gọi là quá đẹp các bạn. Đây các bạn, các bề mặt này. Các bạn nên quay một vòng để nó thoát cái để nó bay cái khi các bạn để cây xuống á, để có một lượng không khí nó đặt ra đó thì nó làm là cái là bếp nối giữa cây chồi và cái gốc cũng không dính hở, nên các bạn nên quay một vòng để cho nó thoát nó những cái không khí nó bay đi. Dài nó tắt rồi thì mình cột lại rồi. Cột lại các bạn ha. Đó, đây là hoàn thành một cái ghép. Cái ghép này có nhiều cách thì mình nói các bạn nên nếu mà cái gốc ghép các bạn đang cái gốc ghép mà cái nhánh ghép á, mà đang mọc ở trên cái cây á, hoặc là đang khỏe, đang mọc mất thì các bạn có thể cắt xuống ghép luôn được, không quan trọng được. Nhưng mà nếu mà ốm và nó có, các bạn coi bề mặt này, cái bốt có bề mặt cái lọ cái này này, cái thịt cái này nó mềm thì các bạn nên trồng lại để cho cây mốc lên. Nên trồng như thế nào để mốc thì các bạn nên trồng tưới nước nhiều, các bạn cắt xuống gốc, các bạn cắt xuống, hay là các bạn đem đang trồng ở ngoài thì các bạn muốn ghép, trước khi ghép các bạn đem vô nơi ít nắng, các bạn tưới nước nhiều vào cho cây nó mốc lên, nó căng lên, có tưới nước nhiều là cây sẽ căng lên, rồi các bạn đem ghép. Đó, thành ra là những cái gốc mà các bạn cắt ở ngoài chỗ trồng hay là đó, mà còn mềm á, các bạn nên trồng cho cái ra rễ rồi để nơi ít nắng để cho mốc á, để mọc cái gốc lên, các bạn cái đem cắt ghép là dính 100% là dính các bạn. Mình không phải đó, nhưng mà mình sẽ làm nhiều video, đây là vườn cây của mình sẽ làm nhiều về video về ghép diệp long, ghép thanh long, ghép các bạn. Nói chung là ghép và tất cả ghép cái gì mình ghép được đó, nên là mình sẽ làm video về ghép về cây Medusa, cây Phero, cây Medusa với cây Phero các bạn, để các bạn hướng dẫn các bạn xem video mà thấy hay á thì các bạn nhấn like, và các bạn có thể xem mà muốn có ý kiến gì các bạn cũng comment, muốn hỏi đáp cũng comment, và chê xấu chê dở cũng comment, và nhớ bấm đăng ký cho mình. Vì mình làm video á, và để mình
vừa thu thập kinh nghiệm, vừa lưu lại những hình ảnh của mình, vừa kiếm tiền mua khăn mặt, mua Corey với chị. Mình là Long Minh, chào các bạn, cảm ơn các bạn. Mình uống mình cà phê rồi mình tắt máy. Mình sẽ làm nhiều video hơn nữa. Lại chào các bạn, mình là Long Minh. Mình hôm nay có thời gian, mình sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn tháp ghép diệp long. Vì rất có nhiều bạn hỏi mình sao anh không làm tháp ghép diệp long hay là tháp ghép các loại. Thì hôm nay mình do một có một thời gian và mình gieo cây đã lên đủ cái 2 tháng đủ để đây tháng 3 các bạn này, tháng 3 20 là khoảng được 2 tháng là mình đủ kích thước để mình thắp ghép diệp long. Thì nói chung là nói về thắp ghép á, thì các bạn có thể ngồi thắp thanh long này, thắp sáu cạnh này, sáu cạnh gọi là pharamau, hoặc là Ducati này, hay là Centini này, nói chung là các loại chân ghép. Thì các bạn phải tìm hiểu nên thắp ghép với chân gì, vì sao phải thắp ghép với chân đó, nó phù hợp như thế nào. Ví dụ các bạn thắp ghép với cái loại chồi gì vào diệp long sẽ phát triển nhanh, hoặc vào loại chì dồi chì, loại trò gì mà phù hợp với lại ba cạnh, hay là bắc cạnh thái, hay là sáu cạnh. Và nên thắp ghép với sáu cạnh như loại gì thì đơn giản thôi, như các chân tháp là Centini hay là diệp long thì phù hợp với tháp mầm, tháp chồi nhỏ. Còn nếu mà trường hợp mà tháp ở chân ba cạnh lớn, hay là chân sáu cạnh, hay là Minity, thì nó phù hợp với những loại mà có mặt bề mặt cắt chồi to. Nhất là đối với sáu cạnh thì các bạn nên nhớ sáu cạnh là tháp trên chân sáu cạnh là rất bền, nhưng mà với sáu cạnh thì tháp nên để cứu cây, những cây có to và bề mặt cắt lớn. Còn tháp với diệp long thì như thế nào? Tháp với diệp long các bạn cứ đơn giản, các bạn nghĩ tháp diệp long vì bề mặt của diệp long nhỏ, lỗi nhỏ nên phù hợp với tháp chồi nhỏ hoặc là cây dưa hạt. Nói thế nhưng mà nói là thắp cây hạt nhưng mà vẫn thắp được chồi các bạn. Mình sẽ thực hiện thắp những chồi nhỏ như thế này cho các bạn xem. Thì có rất nhiều cách thắp. Đơn giản thì mà để thắp diệp long á, thì các bạn nên sử dụng dao lam là dễ nhất, nhanh nhất. Các bạn mua dao lam và vải đầu ra, và các bạn nên vệ sinh trước khi thắp nha. Mình đã vệ sinh rồi, và các bạn vệ sinh trước khi thắp. Và để thắp diệp long á, thì các bạn nên nhớ thắp bất cứ cây gì cũng được, sáu cạnh thanh long hay ba cạnh hay diệp long, thì gốc tháp nên ngừng tưới trong 2-3 ngày. Để gì? Để đất không bị ẩm. Đất không bị ẩm để gì? Đất không bị ẩm, ẩm sẽ gây ra mắm nấm mốc trên cái vết bị nhiễm trùng trên cái vết thương. Thì vết thương thành ra là đó tới cái nhiễm trùng vết thương, mình phải nói là nếu các bạn dùng dao vẫn được, vẫn thắp diệp long được bình thường, và dùng dao lam. Và nên vì răng mình nói phải vệ sinh để khỏi nhiễm trùng nữa các bạn. Vệ sinh vết cắt của bạn mà dao các bạn không vệ sinh tốt thì nó dẫn đến cái vết cắt nó bị nhiễm trùng. Thì việc thắp ghép của thắp ghép trên thân diệp long rất là gì? Mầm nhỏ thì các bạn muốn thúc cho cây phát triển nhanh thì có diệp long. Long là nó cái độ dính cao, cái nhờn nhiều và bề mặt và cắt nhỏ, phù hợp với chồi
gieo hạt. Thì các bạn cũng biết, đối với cây gieo hạt á, thì các bạn cũng nên ngừng tưới nước trong 1-2 ngày để cho cây nó không bị ẩm ướt nhiều. Đây là mình sẽ nhổ cái này, mình sẽ nhổ. Các bạn nên dùng nhíp để nhổ những hạt, những cái chồi này. Chồi này là chồi gì? Chồi này á là chồi Xơ da tím gieo hạt tháng 3 thì được 2 tháng. Mình sẽ nhổ các bạn xem. Mình nhổ vào đó ra đây. Đây các bạn. Đây. Chồi cực kỳ nhỏ. Các bạn ha, mình sẽ bỏ mình nhổ. Các bạn nên nhổ trước. Vì răng nhổ nhíp trước để kiểm tra để có dính nhắc dính cái nấm gì không, để khỏi khi ghép các bạn khỏi bị dính. Đây mình sẽ nhổ trước một số, mình bỏ đây. Rất nhỏ các bạn, để mình bỏ đây cho các bạn xem. Rất nhỏ các bạn. Rất nhỏ các bạn này. Cực kỳ nhỏ các bạn thấy không? Và mình cầm lên cái nhíp cho các bạn xem. Rất nhỏ. Nhỏ thế này thì thắp tên, có một người cũng theo mình là thắp như đó cũng được. Các bạn vẫn thắp chồi nhỏ trên bá cạnh non hay là thanh long non vẫn được, chứ không phải không được. Thành ra do lại và mình nhổ cái ghim nữa, cái ghim để mình thắp cái ghim cho bạn xem. Ghim rồi mình nhổ thêm một cây tơ bên này. Rồi mình bỏ cái này xuống nha các bạn. Đây là tơ, mình sẽ thắp tơ, và đây là ghim. Mình nhổ ra rồi thì mình bỏ xuống để mình chuyển qua mình thắp cho các bạn xem. Mình nói về cái chân, về mặt chân thì các bạn nên như thế này. Chân thì các bạn nên trồng, đối với chân thắp thì các bạn nên cả diệp long, cả thanh long, cả sóc cạnh hay gì đó thì các bạn nên nuôi cao, càng cao là nhiều bạn kêu là cà cao nó sẽ không chịu ngã hay đó, nhưng mà càng cao thì độ thúc, tốc độ thúc càng nhanh các bạn. Vì nữa nên mình nói là nên dùng là gốc cao để nuôi nhanh cái sau mình hạ xuống cây. Và như thế này mình cắt cái này đi, cái này có cái chồi bay mình cắt đi. Và đây mình sẽ làm thử một cái này. Với chồi này thì các bạn nên, với diệp long thì các bạn phải coi khúc ở dưới này á, khúc mà già này á, khi các bạn cắt nó sẽ có độ lõi, nó sẽ dai, thì các bạn nên thắp ở ngọn đấy. Ngọn là sẽ nuôi cái độ nhớt nhiều và nuôi cây dính độ cao, dính cái cao nữa, thì các bạn sẽ thắp chồi vô và dính và nuôi được cây phát triển nhanh. Đây mình sẽ cắt ra. Mình chưa nói, các bạn nên cắt trước một lần, cắt để cho nó, để gì, cắt để cho nó chảy cái nó trồi ra. Đây. Do đó mình góc này mình sẽ cắt trước cho các bạn xem nhé. Đây mình sẽ cắt trước. Đây là bề mặt cắt của cái diệp long, hơi bị chói, hơi bị nắng nên chói quá. Đây và các bạn, mình chỉ các bạn bề mặt cắt diệp long nó nhỏ vừa khít với cái chồi đặt bên. Đây mình cắt luôn cái này. Mình cắt để trước. Đây mình cắt mấy cái này luôn. Các bạn nên cắt một lần trước một lần để cho nó chảy cái khô cái nước đi. Với lại khi các bạn cắt á, thì lần nào tiên mới thử để có bị dâm hay bị cái mặt cắt có tốt không.
Rồi, đây là mặt cắt của chị làm nha. Mình sẽ lấy mình cắt cái chồi mình bỏ lên, mình lấy cái rổ đó, mình lấy cái rổ bỏ cá xuống. Đây. Có rất nhiều cách để cắt cái chồi bỏ lên. Thì các bạn có thể cầm một cái chồi này, các bạn cắt, các bạn đặt lên, hoặc các bạn cắt để trên dao các bạn đẩy ra. Đây. Ví dụ mình đây, mình cắt cho bạn xem nè. Rồi. Các bạn để cái chồi lên dao á. Đúng không? Rồi, các bạn để qua, các bạn đẩy qua. Rồi. Đó như đây. Rồi các bạn nên vặn xí. Chặn xuống xí. Các bạn nên đè xuống xí để cho cái nhừ nó dính với nhau và đẩy qua để lại cho nó. Đối với diệp long thì các bạn nên ghép lệch lõi như thế nào. Thường thì lõi á, nó sẽ cỡ bằng nhau, thì lõi với lõi dính như đây thì tốc độ phát nó vẫn dính, nhưng mà tốc độ phát của cây nó sẽ không nhanh. Do đó các bạn cứ, đây là hai vòng tròn đúng không, các bạn nên lệch nhau một xí, là vì nó cây gốc nó nuôi, nó hút nhựa và nuôi cây chồi bằng cái gì, bằng lõi các bạn, chứ không phải bằng thịt đâu. Như bạn tưởng mua thịt nuôi, không phải, bằng lõi. Cái lõi đó hút, nó gắn với nhau và nó hút nhựa từ gốc trở lên và nuôi chồi. Rồi mình sẽ cắt thêm một chồi nữa. Các bạn nên khi các bạn nhổ chồi á, thì các bạn kiểm tra chồi nó có dính cát hay dính gì không. Rồi đây đó, đây là mình đã hoàn thành hai chồi hơi chói. Đây hai chồi, mình cho các bạn xem chồi. Rồi mình sẽ đặt cái này xuống và mình thắp cái chồi khác. Đây, đây là một cái gốc diệp long mà bề mặt cao, lớn và già, nên mình sẽ cắt không thấp mầm nữa, mình sẽ chồi này, cái chồi này cho các bạn xem nhé. Đối với chồi cũng đấy, các bạn cũng cắt và đặt vào để nên chặn xuống dưới để cho hai cái nhờn dính nhau, hai chặt nhựa dính nhau và nên lệch một xí. Đây mình sẽ cắt luôn cái chồi này, cái chồi to này. Nhiều bạn nói là chồi to thấp không được, thấp được hết các bạn ơi. Mình sẽ cắt một cái chồi to này. Mình và không cần, nếu mà các bạn xem thử cái độ dính nó cao và không sợ rớt thì các bạn không cần cột. Các bạn đây mình vẫn thắp hai chồi này mình bẻ trên cây Aikino hoa đẹp, mình thắp vào đây để dính, để cho nó, các bạn thấy đó, cho các bạn xem. Thì việc thắp trên thân diệp long thì đơn giản, không cần cột vẫn được các bạn. Còn nếu đối với những chồi to, khó cố định, khó vững trên thân gốc nhỏ này, thì các bạn có thể cột bằng chỉ, bằng dĩ thun có máy và thì mình rất là làm rồi. Sau khi cắt nhiều lần á, thì các bạn nên vệ sinh con dao để cho nó con dao nó không bị nhiễm trùng. Mình có vệ sinh da thôi. Và đây
là mình cắt luôn cái mấy cái chậu này mình hấp cho các bạn xem nhé. Các bạn có để ý mình có đặt lệch của một bay nè, lệch bay nó các bạn trời hơi nắng nó hơi chói, hình nó không đẹp, thì mình chỉ nói với các bạn được làm việc tập ghép thì các bạn nên lựa chọn con dao phải bắn và về vệ sinh góc trước khi thắp phải ngừng tưới nước để không bị đất không bị ẩm, cay cũng không bị ẩm, và thắp ghép là thời tiết mát mẻ khô chứ không thắp vào thời ẩm ẩm cũng được, mà các bạn nên thắp ở trong nhà. Đây mình làm thêm một ca nè, một góc nữa. Đây. Rồi, đó là xong xong cái việc mà thắp ghép tại nhịp lăng. Thì sau một thời gian á, sau khi thắp ghép á, các bạn nên đem vào nơi có thoáng mát, không ẩm ướt và không bị nắng, để cây nó dính và sau khoảng tuần các bạn đem ra. Và cái thắp cái nhịp lăng á là nếu các bạn thắp đúng mình đã từng nói là không tưới nước trước khi thắp, cắt đặt lệch lõi và cây phải nâu thì cây sẽ phát triển rất nhanh. Hôm nay mình làm video hướng dẫn về cái cách thắp nhịp lăng, thì các bạn xem video mà thấy hay á thì các bạn nhớ like và đăng ký cho mình, và mình sẽ làm nhiều video nữa để hướng dẫn về những kinh nghiệm về trong sương đồng của mình. Mình là Long Minh, chào các bạn, cảm ơn các bạn nhé.